Các cô hoa hậu. Loto quý vị, Loto. Quý vị không mua Loto thì đứng đây tôi nói hoài Loto. Thì có những em đi vòng vòng em sẽ bán Loto cho quý vị. 5 đồng một vé. 5 vé 20 đồng. Loto quý vị, Loto. Thêm khoảng chừng 5-10 phút nữa chúng tôi sẽ sợ Loto. Bây giờ chúng tôi xin tạm dừng chương trình tại đây cho quý vị đi vòng vòng mua những đồ Tết, bánh mứt, trái cây, hoa, bông hoặc là những đồ ăn. Nếu quý vị nào mà đang đói bụng thì đang mua đồ ăn bây giờ đi để chút xíu lên mọi người có chương trình nó còn lại hơn. Xin cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, we take a break right now, and in about five, ten minutes, we have a Loto, a bingo, and then we after that we break for you to have walking around, talk to a friend, enjoy the food, buy some souvenir. Thank you.